Nga dự kiến tăng quy mô quân đội thêm 30% và tổ nhập ngũ sẽ mở rộng. Ukraine bác tin, Soledad thất thủ, giao tranh vẫn diễn ra dữ dội. Mỹ Âu ạt điều xe tăng tới sát sườn Nga, hàng nghìn lính dù tiến sát chiến trường Ukraine. Moscow khoảng loạn trước động thái mới từ Mỹ, các chuyên gia quân sự đã thảo luận về khả năng Ukraine lấy lại Crimea các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Brazil điều tra cựu tổng thống Bolsonaro sau vụ bạo loạn. Nigeria giải cứu 30 nạn nhân bị bắt làm con tin trong một khu rừng. Người biểu tình Peru thiêu sống sĩ quan cảnh sát. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi những nội dung chi tiết. ngay mới chào quý khách thính giả đang xem tin tức trên kênh HT News. Kính thưa quý vị, cna đưa tin, nga có thể mở rộng giới hạn độ tuổi cho công dân nhập ngũ ngay trong đầu năm nay. Một nhà lập pháp cấp cao của nga cho biết, đây là một phần trong kế hoạch tăng 30% quân số của chính quyền Moscow. Reuters đưa tin. Vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủng hộ đề xuất của Bộ Quốc phòng Nga nâng độ tuổi nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 18 cho đến 27 hiện nay, nâng cao lên độ tuổi từ 21 cho đến 30. Andrei Katapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc hội ở Hạ viện Nga, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Nga có thể soạn thảo một dự thảo vào mùa xuân năm nay để nâng độ tuổi nhập ngũ lên 30 tuổi nhưng sẽ mất từ 1 đến 3 năm chuyển tiếp mới có thể nâng độ tuổi từ 18 lên 21. Những người chỉ trích kế hoạch này đã cáo buộc giai đoạn chuyển tiếp là một âm mưu công khai nhằm bổ sung sự thiếu hụt nhân sự do thương vong trong chiến tranh ở Ukraine, điều mà ông Katapolov đã bác bỏ. Ông Katapolov nói, số lượng lính nghĩa vụ đang giảm dần hàng năm và số lượng các vị trí như vậy sẽ không tăng. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã vạch ra kế hoạch nâng tổng số máy bay chiến đấu của Nga từ 1,15 triệu lên 1,5 triệu. Theo chiếc quan sát, sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, vấn đề gửi lính nghĩa vụ đến Ukraine đã thu hút sự chú ý lớn, mặc dù ông Putin từng nói rằng ông sẽ không gửi lính nghĩa vụ đến Ukraine, nhưng Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã thừa nhận rằng thực sự có những người lính nghĩa vụ được gửi đến Ukraine để chiến đấu. Vào tháng 9 năm ngoái, Nga tuyên bố huy động lực lượng đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, tuyển gấp hơn 300.000 binh lính, bao gồm cả các cựu chiến binh, để hỗ trợ cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Các nước phương Tây gần đây cho rằng, Nga đã mất hàng chục ngàn binh sĩ trong cuộc chiến kéo dài gần 11 tháng qua. Ukraine bác tin thất thủ, giao tranh vẫn diễn ra dữ dội. Quân đội Ukraine vào đêm ngày 13 tháng 1 đã bắt bỏ thông tin thị trấn Sodeda bị các lực lượng vũ trang Nga kiểm soát hoàn toàn. Tờ The Guardian dẫn lời phát ngôn viên quân khu miền đông Ukraine, ông Sergei Chodovaty nói rằng, thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga về việc binh sĩ của nước này kiểm soát thị trấn Sodeda là không đúng sự thật, khi các cuộc giao tranh vẫn nổ ra ở đó, nhiều đơn vị của Ukraine vẫn ở đó và thị trấn không nằm trong tay đối phương. Đại úy Taras Berezovets thuộc lữ đoàn đặc nhiệm số 1 của Ukraine đóng ở thành phố Bakhmut nói rằng một số đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Kiev vẫn đóng quân ở trì phía tây thị trấn Solida. Đại tá Berezovets cho biết, các lính dù thuộc hai lữ đoàn 77 và 46 đang đóng ở đó. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, việc ở lại Solida sẽ không mang lại ý nghĩa về mặt quân sự, bởi thị trấn đã bị phá hủy hoàn toàn. Không một công trình nào ở đó có thể hứng chịu được các cuộc pháo kích của đối phương. Tinh thần binh sĩ Ukraine đóng tại tiền tuyến vẫn ở mức cao, nhưng tôi tin rằng quyết định rút quân khỏi Solidar sẽ được đưa ra trong những ngày tới. Theo Berisovets, các đơn vị chiến đấu của Ukraine còn bám trụ ở Solidar sẽ cố cầm chân binh sĩ đối phương lâu nhất có thể. Hiện các hãng tin độc lập chưa thể xác minh những tuyên bố trên của quân đội Ukraine. Mỹ ồ điều xe tăng tới sát sườn Nga, hàng ngàn đến dù tiến sát chiến trường Ukraine. Mỹ bắt đầu ồ ạt chuyển một số lượng lớn vũ khí cho Ba Lan và Latvia theo chương trình củng cố sườn phía đông của NATO, Reuters đưa tin. Theo Reuters, một số lượng lớn xe tăng và phương tiện quân sự của quân đội Mỹ đã bắt đầu cập cảng Vlissingen của Hà Lan vào ngày 11 tháng 1, trước khi hướng đến Ba Lan và Litva như một phần trong nỗ lực tăng cường sức mạnh cho phường phía đông của NATO. Đại tá Robert Kavlam, người phụ trách chiến dịch phía Mỹ cho biết, khoảng 1.250 đơn vị thiết bị quân sự đang cập cảng này. Các phương tiện bao gồm xe tăng M1 Abrams và xe chiến đấu Bradley từ đội chiến đấu lữ đoàn 2, sư đoàn kỵ binh số 1 ở Fort Hood, Texas, Trước đó vào tháng 12 năm 2022, Mỹ đã chuyển khoảng 700 xe chiến đấu cho Ba Lan, bao gồm cả xe tăng Abrams. Việc này được thực hiện theo chương trình Atlantic Resolve, chương trình bắt đầu vào năm 2014 nhằm tăng cường sự hiện diện của Mỹ ở châu Âu. Theo chương trình chiến dịch, một số bộ phận của quân đội Mỹ đều các đơn vị riêng biệt tới châu Âu để triển khai tại các quốc gia nằm ở sườn phía đông của NATO. Nga đã nhiều lần lưu ý rằng NATO chủ trương đối đầu, Ngoại trưởng Sergei Lavrov trước đó gọi hành động của liên minh ở Iraq, Libya và Nam Tư Cũ là một thảm kịch, nơi quyền sống của người dân bị NATO chà đạp một cách thô bạo và bất hợp pháp nhất. Đồng thời, như thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh, việc mở rộng khói sẽ không mang lại an ninh lớn hơn cho châu Âu. Trước đó, sư đoàn dù 101 của Mỹ đang được triển khai và huấn luyện ở Romania, nơi gần chiến trường Ukraine. New York Times vào ngày 3 tháng 1 đưa tin, Sư đoàn Dù 101 của quân đội Mỹ đang huấn luyện ở Đông Nam Romania, gần nơi Moscow cất giữ vũ khí trên bán đảo Crimea. Các binh sĩ của Sư đoàn Dù 101 cũng được triển khai ở phía bắc Romania, nơi cách biên giới Ukraine vài km để huấn luyện cùng với quân đội Romania. Ngoài ra, binh lính Mỹ cũng đang xây dựng chiến hào, tiến hành các cuộc tấn công trực thăng và nã pháo gần khai xanh. Theo New York Times, đây là lần đầu tiên sư đoàn dù 101 đóng quân ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Các binh sĩ thuộc sư đoàn dù 101 hiện có mặt sát chiến trường xung đột ở Ukraine hơn bất kỳ đơn vị quân đội Mỹ nào khác. Moscow hoảng loạn trước động thái mới từ Mỹ. Các chuyên gia quân sự đã thảo luận về khả năng Ukraine lấy lại Crimea. Theo các nhà phân tích quân sự, Crimea đã nổi lên như một tâm điểm trong cuộc chiến ở Ukraine. Và khi các lực lượng quân sự của Tổng thống Vladimir Zelensky tiếp tục đạt chiến của họ trên chiến trường, Nga đang phải đối mặt với mối đe dọa chính đáng là mất bán đảo mà nước này đã chiếm bằng vũ lực vào năm 2014. Ukraine đã khiến nhiều chuyên gia trên toàn cầu ngạc nhiên khi duy trì thế trận phòng thủ mạnh mẽ trước cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào cuối tháng 2 và Tổng thống Zelensky bắt đầu công khai tuyên bố rằng ông muốn lấy lại Crimea. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông muốn bốn vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga sắp nhập bất hợp pháp vào tháng 9 phải được công nhận là một phần của Nga trước khi đồng ý tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào. Tuy nhiên, ưu thế chiến trường hiện tại dường như không nằm về phía ông Putin. John Spencer, một thiếu tá lục quân Hoa Kỳ cho biết về mặt quân sự, có khả năng là Zelensky có thể nắm quyền kiểm soát Crimea. Sean một cựu chiến binh hải quân Hoa Kỳ và là tổng biên tập của hãng tin tức quân sự Subrep, nói với tờ Newsweek rằng, việc Ukraine chiếm Crimea bằng vũ lực là hoàn toàn thực tế. Khi bạn nhìn vào bản đồ của khu vực, bạn có thể thấy rằng Crimea được tiếp tế bởi ba tuyến đường. Ông Spoon giải thích dọc theo hai đường cao tốc chạy từ nga và Ukraine từ bắc xuống nam, sau đó có cầu Trondheim nhỏ ở phía bắc. ở phía tây là eo biển Kutch và cây cầu của nó có cả giao thông đường bộ và đường sắt. Ukraine đã gây hư hại cho cây cầu này, ông nói. Cuối cùng có một con đường hẹp từ nga chạy dọc theo biên giới phía đông của Crimea. đó sẽ là một cái bẫy chết người đối với bất kỳ đoàn xe tiếp tế nào muốn sử dụng nó. ông nói tiếp. Nếu Ukraine có thể cắt đứt các tuyến đường tiếp tế ở phía Tây và phía Bắc, thì Nga gần như không thể tiếp tế cho các đơn vị quân sự của họ ở Crimea, vốn là một lực lượng đáng kể. Hàm đội Biển Đen sẽ phải sơ tán khỏi cảng Sevastopol và di chuyển về phía Đông đến các cảng ở Georgia. Ông Spoon nói, Ukraine sẽ có thể tấn công từ phía Bắc, đưa tên lửa của họ vào tầm bắn của các điểm nút giao thông vận tải này và kết đứt quân đội Nga cũng như dân thường Nga khỏi nguồn tiếp tế và thậm chí rút lui bằng đường bộ. Theo giáo sư lịch sử Michael Kimmett của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, nếu Ukraine giành quyền kiểm soát Crimea, ông Putin sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề. Ông Kimmett nói với tờ Newsweek, nếu Crimea bị mất, người Nga sẽ có cảm giác rằng Ông Putin không thể quản lý mọi việc và chắc chắn sẽ làm ông ấy yếu đi về mặt chính trị. Ông Kim lưu ý rằng việc kiểm soát Crimea cũng mang lại cho ông Putin một lợi thế chiến lược khi nga tiến hành cuộc xâm lược của mình ở miền nam Ukraine từ bán đảo này. Như vậy, vị trí địa lý của nó có thể là một phần lý do tại sao ông Zelensky muốn kiểm soát Crimea. Giáo sư Kim, chủ tịch khoa khoa học chính trị tại Đại học Tây Bắc William Trino nói với tờ Newsquid rằng nếu Ukraine lấy lại Crimea. Tổng thống Zelensky có thể sẽ phải đối mặt với sự phản kháng từ những công dân hiện đang cư trú ở đó. Chuyển qua một số tin tức thế giới đáng chú ý. Brazil điều tra cựu tổng thống Bolsonaro sau vụ bạo loạn. Tòa án tối cao Brazil quyết định điều tra cựu tổng thống Bolsonaro với cáo buộc kích động người biểu tình dẫn đến vụ bạo loạn ở thủ đô Brasilia. Thẩm phán tòa án tối cao Brazil Alexandre de Moraes chấp thuận đề nghị do các công tố viên Brazil đệ trình cuối ngày 13 tháng 1 về điều tra cựu tổng thống Jair Bolsonaro. Ông Bolsonaro bị cáo buộc kích động phong trào biểu tình chống dân chủ dẫn đến cuộc bạo loạn ở thủ đô Brasilia cuối tuần trước. Các công tố viên đưa ra đề nghị điều tra dựa trên một video được ông Bolsonaro đăng lên Facebook cá nhân vào ngày 10 tháng 1, trong đó đề cập các thuyết âm mưu về dân luận bầu cử. Video đã bị xóa sau đó vài giờ. Ông Bolsonaro hồi tháng 10 thất bại trước đối thủ Luis Inácio Lula da Silva với chênh lệch tỷ lệ phiếu bầu là 50,9 và 49,1, khoảng cách xích sao nhất trong lịch sử Brazil hiện đại ông Bolsonaro không nhận thua nhưng cũng không cản trở quá trình chuyển giao quyền lực của ông Lula. Một tuần sau khi ông Lula nhậm chức, người biểu tình ủng hộ ông Bolsonaro ngày 8 tháng 1 tuần hành ở Brasilia và xông vào tòa nhà quốc hội Brazil, tòa án tối cao và dinh tổng thống để gây bạo loạn, đập phá. Lực lượng an ninh sau đó trấn áp đám đông bạo loạn bắt khoảng 1.500 người. Tòa án tối cao Brazil đã ra lệnh bắt Anderson Torres, bộ trưởng tư pháp dưới thời ông Bolsonaro, với cáo buộc cho phép các cuộc biểu tình diễn ra, trong khi ông có trách nhiệm đảm bảo an ninh công cộng cho Brasilia. Torres đang ở bang Florida, Mỹ, nói sẽ về nước trình diện. Bộ trưởng tư pháp Brazil Flavio Dino cho biết sẽ đánh giá lại trường hợp của Torres vào tuần sau, cho thấy Brasilia có thể đề nghị Washington dẫn độ nếu cựu bộ trưởng không đầu thú. Cảnh sát Brazil vào ngày 12 tháng 1 phát hiện một dự thảo sắc lệnh tại nhà của Torres, được cho là một đề xuất can thiệp vào kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 10. Torres nói, tài liệu này nằm trong một chồng giấy tờ bị vứt bỏ và chúng bị tuồn cho truyền thông, trong khi ông vắng mặt để bị ra một câu chuyện sai sự thật. Ông Bolsonaro rời Brazil đến tiểu bang Florida vào ngày 30 tháng 12, hai ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Ông được cho là có thể đối mặt với một số nguy cơ pháp lý nếu ở lại Brazil khi quyền miễn trừ của tổng thống kết thúc. Nigeria giải cứu 30 nạn nhân bị bắt làm con tin trong một khu rừng. Chiến dịch chống khủng bố vào ngày 13 tháng 1 được thực hiện sau khi cảnh sát Nigeria nhận được một cuộc gọi khẩn cấp thông báo phát hiện một nhóm bắt cóc trong rừng Sardona, vào ngày 13 tháng 1, cảnh sát Nigeria cho biết đã giải cứu 30 người bị bắt làm con tin trong một khu rừng ở bang Nasarawa sau một chiến dịch chống khủng bố. Người phát ngôn cảnh sát bang Nasarawa, Omrahman Nanso, nói với các phóng viên ở thủ phủ bang Lafia rằng, chiến dịch hôm ngày 13 tháng 1 được thực hiện sau khi cảnh sát Nigeria nhận được một cuộc gọi khẩn cấp thông báo phát hiện một nhóm bắt cóc trong rừng Sadona. Theo ông, những kẻ bắt cóc đã chạy trốn vào rừng ngay khi nhìn thấy lực lượng an ninh. Ông Nasser cho biết thêm, các nạn nhân gồm 20 nam giới và 10 phụ nữ đã được giải cứu an toàn và được đưa tới bệnh viện để kiểm tra y tế trước khi đoàn tụ với gia đình. Người biểu tình Peru thiêu sống sĩ quan cảnh sát Sĩ quan cảnh sát Peru, Crispy, bị đám đông quá khích thiêu sống giữa làn sóng biểu tình chống chính quyền bùng lên ở nước này. Thủ tướng Peru Alberto Otarola xác nhận sĩ quan cảnh sát George Luis Sanco Quispe, 29 tuổi, thiệt mạng sau khi bị đám đông quá khích tấn công và phóng hỏa đốt xe trong lúc đang tuần tra ở thành phố Juliaca, vùng Puno, miền nam của đất nước vào ngày 9 tháng 1. Donald Villasan Tucker, đồng nghiệp ngồi cùng xe tuần tra với sĩ quan Quispe, cho biết họ đã bị khoảng 350 người biểu tình tấn công. Sĩ quan Villasan sau đó được đưa đến bệnh viện ở thủ đô Lima với nhiều vết thương ở đầu và nói rằng không biết chuyện gì đã xảy ra với đồng nghiệp của mình. Khi cảnh sát tới hiện trường đã thấy một sĩ quan bị trói và đánh đập, trong khi sĩ quan Sonko bị thiêu sống trong chiếc xe tuần tra của mình, Thủ tướng Otadola nói. Vùng Puno là điểm nóng của phong trào biểu tình chống chính phủ Peru những tháng gần đây. Các cuộc biểu tình đã tạm dừng trong kỳ nghỉ lễ năm mới 2023 nhưng nhanh chóng tiếp diễn sau đó. Peru hôm ngày 9 tháng 1 trải qua ngày biểu tình chống chính phủ đẫm máu nhất khi ít nhất 17 người thiệt mạng ở Buno. Giới chức Peru cho biết, kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình vào tháng 12 năm 2022, ít nhất 39 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với cảnh sát. Biểu tình nổ ra sau khi Quốc hội Peru thông qua quyết định phế truất tổng thống Pedro Castillo vào ngày 7 tháng 12 năm 2022. Castillo bị bắt trên đường tới Đại sứ quán Mexico, nơi ông xin tị nạn. Bà Bolate, từng làm phó tổng thống dưới thời của ông Castillo, nhanh chóng tuyên thệ nhậm chức thay kế vị trí của ông. Kể từ đó, Peru nổ ra các cuộc biểu tình nhằm phản đối chính quyền tân tổng thống Bolate và đòi trả tự do cho Castillo. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btva.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.